Xin chào anh chị em nha. Thì em tên là Sinh. Em thì chuyên giao lưu đồng hồ để bàn cho thường cuối nhật nha anh chị em. Hôm nay thì em xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ để bàn Seiko. Seiko Embo nha anh chị em. Đây. Đó, thì con này cũng thuộc dạng như là tầm trung trên cái tầm kiểu như là cũng nằm giữa giữa khoảng cao gấp nha anh chị em. Đó. Thì kích thước nó là ngang là 24, cao là 27 cm, mặt là mặt kính kính kiểu như là kính cong nha anh chị em. Đây đây có cái lớp, đây có hai cái thanh bên đây bằng nhôm nha anh chị em, xi vàng rất là đẹp và sang trọng và có giá trị. Rồi đây là sao nữa, đó thấy không, sao nó thì cái chỗ cái nắp này nè, cái nắp là nha anh em, nó kiểu như là nó giả như là da vậy anh em, đó cái băng quăng nó như là giả da vậy đó, nhìn rất là lạ. Đó. Thì tiếp theo thì em xin giới thiệu là cái mặt đồng hồ. Đồng hồ có cái viền vàng nó sẽ chỉ có hai kim thôi nha anh em, hai kim kiểu như có hoa văn nhìn rất là đẹp và lạ mắt nha. Rồi cái mặt số đây có những cái đường chấm chấm này, là viền tròn ở trong này, đường chấm chấm nhìn rất là lạ. Thì cái mặt số là mặt số nổi nha, tức là cái chỗ cái dòng này nó mô lên, thấy không anh chị, thấy không, nó mô lên ha. Đó. À. Thì tiếp theo thì em xin giới thiệu là gỗ. Thì con này là rất là xài rồi nhưng mà rất là còn tương đối mới nha anh chị em. Đây. Đó. Hình thức thì chỗ này nó có hơi bị nhăm nhăm xíu nè, này em chỉ chiếu gần cho anh em biết thôi nha. Đó, nhìn xa thì tương đối là mới. Đó. Cái màu đỏ bóng rất là đẹp nha anh chị em. Này xin quay ngang cho anh em xem. Đó. Cái màu đỏ bóng thịt, gỗ thịt dày đỏ bóng. Trên đây nó có những cái đường đi rất là đẹp nha. Đường chỉ này nè. À, gì thấy không? Đế này nè, đế nó trao chuốt theo kiểu như là hai tầng hai bậc vậy đó, nhìn rất là đẹp và có giá trị nha. Này xin quay từ xa cho anh xem. À. Con này nhìn rất là sang nha anh chị em. À. Thì tiếp theo thì em xin giới thiệu đây là cái pha lê nha anh chị em, pha lê màu tím, cái màu chủ đạo nó là màu tím nhưng mà nhìn theo cái góc, nó nhìn theo cái góc ánh sáng thì nhiều màu khác nhau anh chị em, nhìn rất là sang. Ở trong thì nó kết hợp với cái chi tiết là mạ vàng. Đó. Thì ở trong nó có cái lớp gương ở sau nó phản chiếu giúp cho cái chi tiết ở bên trong con quay nha, rất là sang và đẹp anh chị em, thấy không. Mình xin quay lại gần lại cho anh em con quay nó. À, anh chị em thấy bốn cái viên pha lê rất là đẹp và sang trọng không? Cần cái góc cạnh nó sẽ chiếu theo cái góc ánh sáng thì nó phản ra cái màu khác nhau nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy không? Đó, hai con này cũng thuộc là dạng là cận cao cấp nha anh chị em. Hình thức là tương đối là mới luôn, em quay lại nghe cho anh chị em xem. Đó. Cái màu gỗ đỏ nâu, xin lỗi, đỏ bóng rất là đẹp nha anh chị em. Thì xin nhắc lại là kính này là kính cong nha anh chị em, kính cong rất có giá trị. Hai bên đây là hai cái thanh nhôm vàng. Đó. À, mình nhìn thấy không, cái màu đỏ rất là đẹp. Đó, xin nhắc lại là cái thước nãy em nói là ngang là 20 22 24, cao là 27 anh chị em. Đó. Đó, thì em xin quay lại một lần nữa nha anh chị em. À, con quay nhìn rất là đẹp và có giá trị nha anh chị em. Thì em xin giới thiệu anh chị em là cái con đồng hồ để bàn của Seiko.
À, xin mời anh chị em tham khảo, xin cảm ơn và xin chào anh chị em.